Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Vitasat. Thì ngày hôm nay, trước khi vào video nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho cái câu hỏi mà mình hỏi trong video trước mọi người còn nhớ không? Thì đó, mình có hỏi là ai là người đã đại diện để đưa con game Play Together này về Việt Nam, tức là đại sứ á nha. Thì chỉ duy nhất chỉ có một bạn trả lời thôi. Và đó chính là bạn Xin4407 nha. Mail đề game nhỉ. Thì đó, chơi đầu tiên là Sáp cảm ơn bạn rất nhiều về câu trả lời của bạn nha. Và cũng chúc mừng bạn luôn. Thật sự vậy. Chúc mừng bạn luôn vì bạn đã trả lời chật lắm. Thì nhiều khi mình tức cười là các bạn chơi game mà thật sự các bạn không biết được cái nguồn gốc con game từ đâu ra, ai là nhà phát hành và ai là người chịu trách nhiệm. Và kể cả nó đã mời ai để làm đại sứ để vào giới thiệu quảng bá về con game, thu hút mọi người chơi con game, mọi người thật sự là mọi người không không để ý mấy cái vấn đề đó thôi nha. Và câu trả lời chính xác cái đợt đó mọi người hãy nhớ kỹ là đó là ai. Đó là một nhân vật rất nổi tiếng, rất thực dạng đợt đó rầm rộ lắm mọi người nha. Đó là và đó là một bạn nữ á. Và bạn này chơi rất nhiều game luôn. Đợt đó là sau Win ghi mời bạn mày làm đại sứ để mà thực dạng live stream được quảng bá đó. Và đó chính là Mick Thi nha. Thì để nói về lịch sử và ôn về kiến thức thì chúng ta sẽ trở lại về quá khứ 2 năm về trước. Đó là mọi người thấy không? Báo đài báo chí gì đưa tin hết, Mickey thật tức cỡ Mr. Vịt VV rủ nhau chuyển nhà trong VTC Play Together nhá. Nhiều bài báo, nhiều bài viết, nhiều bài live stream, nhiều lỗ lắm. Tại căn bản là đợt đó quảng bá để thu hút mà. Khi giới thiệu con game phiên bản Play Together quốc tế về Việt Nam với hình thức là nhà phát hành VNG phân phối nha. VNG phân phối nha, chứ phải kia VNG phát hành rồi nha. Bạn phải biết cái từ phát hành và phân phối nó khác nhau. Nó đếm từng ngày đúng đến đếm cả tháng rồi mà. Và đó chính là Mickey bạn nha. Câu trả lời chính xác không có chặt vào đâu được hết á. Và Mickey sau khi giờ về hiện tại là Mickey cũng không chơi con game này đó mọi người nhá. Đại diện đại sứ cho một con game cuối cùng lại không chơi con game này á. Cái tình huống này rất quen thuộc nhá. Tại căn bản rất nhiều tình trạng như thế này đã diễn ra rồi. Và mình cũng vậy, mình chơi con game này để giải trí và nói chuyện giải thích với mọi người về vấn đề mọi người khúc mắc và chỉ mọi người cách nào để mà đúng đắn nhất và chính xác nhất cho mọi người nhá. Thì ví dụ như tình huống này, tất cả tụi mày đã bị một mình tao bao vây á, và tụi mày phải nên nhớ một điều, ban hay không ban đó là do nhà phát hành, còn tài sản và con game tài sản quần áo trang bị này nọ là tài sản của các bạn, là các bạn phải tự tìm cách bảo vệ nha. Đừng có để tránh cái tình trạng mà khi không hiểu luật biết luật bị ban xong lại khóc kêu oan. Thì đến với nội dung ngày hôm nay, thì vấn đề câu hỏi của bạn nội dung ngày hôm nay ấy là bạn Dalia HP91 là bạn có hỏi mấy bữa nay mình lên fanpage thấy nhiều bạn hát kêu là nạp bé trúc cũ vào game này rồi, giờ hát một tí làm sự kiện cũng ban nít. Sắp nghĩ sao về vấn đề này? Thì nói chung về vấn đề này thì nó đã diễn ra thường xuyên và liên tục rồi. Từ sau khi em ra mắt một thời gian, bắt đầu có sự kiện là bắt đầu có cái chương trình em theo này rồi nhá. Cày thuê sự kiện rồi cày tiền sao hổ rồi thực trạng này. Và thả câu cá giùm luôn mọi người nhé. Thì nói chung là có cầu tức khách sẽ có cung, tại nếu các bạn không yêu cầu thì người khác cung cấp dịch vụ thì cũng như không thôi, thì những dịch vụ đó sẽ ế. Nhưng có điều khi các bạn lười, các bạn cảm thấy các bạn có tiền nhưng các bạn không có thời gian chơi thì các bạn nên nhờ tới những cái dịch vụ này và sau đó bị ban. Thì nói chung là ban hay không ban thì mình đứng về khía cạnh nào đó chúng ta nhìn nhận mới biết được. Thì tài sản của các bạn khi mất sẽ rất tiếc nha. Thì nói chung bây giờ mình sẽ dẫn giải với một cái tiêu phẩm ngắn cho mọi người thấy xem xong mọi người thấy cảm thấy là quan hay không quan thế thôi. Thì ví dụ đi, bây giờ sắp tạo ra một cái sân chơi gọi là lành mạnh, một cái cộng game để mà mọi người chơi với nhau á, cày cuốc tham gia giao lưu rồi. Thì nói chung là có rất nhiều nước tham gia nè, có Nga nè, rồi có Pháp nè, có Việt Nam nè, có Mỹ nè, có Anh nè, có Hàn Quốc nè, có cả Ấn Độ nha, và trong đó có cả Campuchia nữa nha. Nhưng mà trong những cái nước này tham gia này, tự nhiên có thằng Campuchia đậu ở đâu á, nó hối lộ thằng nào đó để nó mua giải trong con game của Sáp nha. Thà nó mua của Sáp thì Sáp sẽ bao che cho nó, mà mày nó mua thằng đậu đâu á mà nó thuộc dạng nó không muốn chơi mà nó vẫn muốn được giải à. Thì mọi người nghĩ các nước còn lại sẽ nghĩ gì? Hỏi ơi sao kỳ vậy Campuchia? Campuchia kêu à tại tao bận quá, nhưng có điều tao có tiền á, tao bỏ ra tí tiền tao mua gì giải rồi có gì tao đỡ phải chơi cho đỡ cực. Rồi nguyên những cái nước ở sau này nó sẽ ủa đó mọi người nhé. Ủa tụi tao không có tiền mà có điều tụi tao tới đây chủ yếu là tụi tao chơi cho nó vui đó chứ. Thì mày cũng giống như mọi người đi chứ, tự nhiên cái mày muốn đặc biệt lên vậy là đâu có được. Ùng phát tới má Trung Quốc nữa, ở nhà bé em xong tham gia muộn rồi cái hỏi ủa cái gì vậy tụi bay.
cái mấy này mới kêu Campuchia, nó kêu nó có tiền nó bỏ ra nó mua giải nó đỡ chơi này nọ, rồi nó đứng đầu tụi mày khó thu xếp như vậy sao sao. Lúc đó Trung Quốc nhìn Campuchia xong nói: ê Campuchia, trùng má, hình như mày là con nợ của tao luôn, mày vẫn còn nợ tiền tao luôn á, chứ mày không có giàu hơn tụi nó đâu. Lúc này thằng Campuchia bị chủ nợ đòi tiền rồi, bắt đầu lộ ra nha, đẹp ca cái bài ca quen thuộc. Tất cả đều là anh em hòa đồng, cùng nắm tay nhau nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mai để nối cả sơn hà. Thì các bạn miền bang trong những đợt đó cũng giống như Campuchia bây giờ, các bạn ấy kêu oan rồi nọ rồi xin lỗi này, thật sự là oan, không phải là các bạn ấy bị oan đâu nha mọi người nha, tại căn bản là các bạn ấy bị lộ đó chứ. Thì nói chung thằng ăn trộm hay thằng ăn cắp là sau khi bị bắt nó cũng kêu oan rồi còn không có làm hết á. Và đỉnh điểm là kể cả khi bị phát hiện là các bạn ấy còn chống chế theo kiểu là không phải là mình muốn hơn thua những sự kiện với các bạn, chủ yếu là mình đi làm nhưng mình muốn chơi, mình không có thời gian kẹt tiền để mình deco nhà, nên mình thuê dịch vụ này nọ để mà mình có tiền deco nhà, nghe nó sao sao mọi người nhá. Rồi chắc tụi tao, tụi tao rảnh lắm, tụi tao đi câu đi bắt và không trùng mà kiếm tiền deco nhà, chắc tụi tao cũng rảnh lắm á, trong khi đó tiền tụi tao có mà. Và nói chung là những bạn mày thật sự đó là không có một cái tinh thần nào gọi là chơi game mà thuộc dạng chân quý hết nha. Tại căn bản đó là một không gian cộng đồng, hòa đồng với nhau. Cho dù mình thua thiệt người ta tí xíu, nhưng mình chơi quân tử thì nó vẫn hay hơn mọi người nhé. Thì nói chung là mỗi tuần, mỗi đợt sự kiện sẽ cấm đi vài ngàn tài khoản như thế này. Cộng mọi người cứ cộng, cộng lại, cộng ra cộng lại rất nhiều mọi người nhé. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, có kỳ cả 8.000. Và đỉnh điểm cao nhất là có sự kiện VIP là ban tới 12.000 tài khoản. Thật sự những con số này mọi người cộng lên từ trước tới giờ nhiều lắm mọi người nhé. Và dịp nào đó mình sẽ nói về vấn đề những cái ạc này đi đâu và về đâu. Rồi trở lại với quan điểm của Sát về vấn đề ban ạc thì này như vậy á. Thì thấy Sát thấy trường hợp của những người này nói chung là vừa đáng thương vừa đáng trách nha. Nhưng có điều nếu mà nói oan thì cũng không phải oan đâu. Tại có làm có khói thì mới có lửa, có làm thì có phải có gắng sức chịu mọi người nhé. Muốn đứng chỗ mà không ai đứng được thì mọi người phải làm những chuyện mà không ai có thể làm được hết. Thực sự là như vậy. Và theo nhận xét và kinh nghiệm của mình mọi người nhé, thật sự á, là mọi người muốn hơn thua thì mọi người hãy kiếm những con game về lực chiến để mà hơn thua. Còn mọi người muốn chơi game vui thì mọi người hãy lựa những con game mà tính chất vui. Tại căn bản cái bản chất của vui á, dạ đừng để tiền đụng vào nha. Một khi đã tiền nó đụng vào, nhúng tay vào thì lúc đó nó hết của mẹ nó vui rồi. Đó nó sẽ trở thành chạy đua vũ trang và thuộc dạng một hình thức bài bạc mọi người nhé. Hơn thua, hên xui gì đó. Chứ không phải là kiểu vui vẻ nữa. Cứ niềm vui là không có tiền đụng vào thì nó sẽ vui. Một khi có tiền mà kinh tế đụng vào nó sẽ mất vui mọi người nhé. Và lời nhắn nhủ mình gửi tới những bạn mà có mua những cái phần mềm mà hỗ trợ hay là nhờ người kia thuê chứ này nọ đồ đó, thật sự là mình khuyên mọi người thật sự luôn. Tốt nhất các bạn cứ bình, cứ nghèo gì đó, bình thường gì cho mình đi. Tốt nhất các bạn đừng giàu như Phạm Nhật Vượng hay cô Phương Hằng nhé. Tại căn bản một khi mọi người đã có cái tư tưởng này mà giàu như những người đó rồi á, là đéo ai sống được chứ các bạn đâu, thật sự vậy. Tại các bạn đã có muốn, có cái ý định là hơn thua và đạp người khác xuống thì nó kỳ lắm. Các bạn mất ạc thì các bạn tiếc, kêu là tài khoản đề nọ của các bạn mới thôi. Chứ thử các bạn như chúng tôi đi, các bạn đi sự kiện đi, vào trong bảng mà có 1-2 thằng hát đi, các bạn nhìn thấy sự ức chế như thế nào nhé. Dịp mẹ đúng thật mà gặp ngoài đời cũng thế nào túm tóc bạc tay vào vài phát. Mình cứ nghĩ trước giờ thú đẻ ra thú chứ không nghĩ ra sẽ có con người đẻ ra thú như vậy đó nha. Nó kỳ lắm. Tại cái cách chơi của các bạn nó lên đó hoàn toàn đi sai với quy luật của trò chơi rồi. Nó mất vui rồi các bạn nhé. Đôi khi các bạn tốn tiền đó là tiền của các bạn thôi. Còn khi các bạn bị ban ạc thì đó là cái phần quà mà các bạn nhận được thôi. Không oán bạn nhé. Ý thật sự các bạn một khi đã nhờ tới những cái dịch vụ đó là thật sự các bạn cũng không hiểu cái vấn đề. Thì các bạn không biết được cái vấn đề cái phần mềm hack này từ đâu ra. Và ai là người nắm cái phần mềm này và ai là người quét cái phần mềm này. Tại khi mọi người mà biết được cái sự thật rồi nha, là cũng giống như thực dạng giống như trúng số độc đắc á. Mọi người có bao giờ nhờ người khác đi lãnh giùm không? Không hề đó nha. Và câu hỏi cuối cùng cho video ngày hôm nay của bạn Tiên Nguyễn Hoài là hỏi là shop nào bán ạc và lay uy tín vậy anh? Thì Hoài không thấy. Thì trả lời cho bạn là thật sự là trong video trước mình đã dặn mọi người rồi, đừng nên mua bán ạc mọi người nha. Và kể cả cái ạc mà nó rao bán trên mạng nó có cho không cũng không có lấy luôn mọi người nha. Tại căn bản chơi được mấy bữa nó cũng sẽ ban cái ạc đó thôi. Và Sát còn biết cái lý do nó ban, nó sẽ ghi cho bạn một cái dòng bản tin là vi phạm chính sách hoạt động trò chơi luôn, y chang vậy luôn. Không tin cứ thử đi biết.
Còn nói về shop bán ạt uy tín đó, shop nào cũng uy tín hết bạn nhé, cực kỳ uy tín luôn. Họ chỉ mất uy tín và hết uy tín khi mà cái ạt của bạn bị ban thôi. Còn ai mà đền tiền gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần gặp bạn nạp vào ạt đó thì kêu mình tới xác nhận nha. Bọn dân công buôn khi mua bán là nó hay ghi cái này là mình tích cười nè. À, tâm huyết cần dưỡng lại này nọ rồi. Ủa đủ quá tâm huyết thì thôi mày để lại mày ngắm luôn đi chứ mày bán làm cái gì uổng hoài. Ôi nếu cảm thấy chán chơi game quá thì có thể để ạt đó mai mốt con lớn lên cho con cũng được, hay cháu nội cháu ngoại lớn lên cho cũng được mọi người nhá.